chân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng sâu và nhận biết tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Các bậc tổ tiên
ông bà, cha cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa như Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và cho người xin mở mọi lãnh từ trên trời, chúng con nguyện dâng cha cả sáng cũng như trên trời, xin cha không cho lấy được ở làm này.
Xót thương